ra đã có sẵn anh Khoa và ông Thành Vân 9 điểm. Như vậy, điểm bình quân của ban giám khảo dành cho anh Khoa là 9, cộng với 2,2%, bạn được 11,2. Đó chính là tổng số điểm và thấp hơn Huyền Thành 0,1 điểm. Và tiếp tục hành trình của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, đó chính là Huyền Thành. Và chúng ta buộc phải chia tay với anh Khoa tại đây. Xin chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại với phần khám phá hậu trường của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Theo như nãy giờ Cang thấy thì các bạn thí sinh của chúng ta hôm nay rất là khác hơn so với mọi ngày. Các bạn rất là đẹp trai, xinh gái hơn. Thì các bạn có thắc mắc thì hãy cùng theo Cang vào bên trong để khám phá xem, tìm hiểu các bạn ấy có những gì khác hơn so với mọi ngày nhé. Sao thấy hôm nay có vẻ lạ hơn mọi ngày đúng không? Có gì thay đổi đúng không? Có gì có chia sẻ cho mọi người đúng không? Tuần thứ năm này thì không chỉ riêng mình mà tất cả các thí sinh khác đều được thay đổi về ngoại hình của mình và cách ăn mặc. Đây là tuần thứ 9 rồi mà còn 5 người, thế cho nên là khi mà bước vào tuần này rồi thì mọi thứ về ngoại hình cũng như là về tóc thì nó sẽ được thay đổi, và đặc biệt hơn nữa thì tất cả sự thay đổi đấy đều do anh Nam Trung, là một người làm trong lĩnh vực làm đẹp rất nổi tiếng, đã tạo dựng cho năm thí sinh bọn mình. Còn về cái phần lột xác thì các bạn có thấy diện mạo của mình hôm nay như thế nào? Tóc của mình cũng đã được thay đổi khá là nhiều. Thì bạn có cảm thấy hài lòng với phong cách không? Thực ra thì từ trước giờ mình cũng chưa bao giờ mình nhuộm tóc cả, và khi mà bôi cái thuốc nhuộm tóc khi lên đầu mình cảm thấy rất là cũng hơi khó chịu, bởi vì mình đã quen với tóc đen rồi. Thì mình cũng thấy mọi người cũng có người khen, cũng có người nói là nó làm cho mặt mình nó chưa được sáng lắm, nhưng mà dù sao thì được thay đổi cũng là một niềm vui, và tất nhiên là sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mình thấy lạ lạ một chút thì nó cũng hay, rồi dần dần mình cũng sẽ tìm ra được cái cách thay đổi tốt nhất dành cho mình. Và mình cũng thấy rất là hài lòng với lại cái diện mạo bây giờ, bởi vì nó cũng nho hơn trước rất là nhiều. Theo anh đó thì từ đầu chương trình cho đến bây giờ thì các bạn thí sinh đã có những gì thay đổi gì? Tôi nghĩ là cái điều thay đổi lớn nhất là cái sự giảm cân, cuộc sống các bạn cũng thay đổi từng ngày, và cái sự thay đổi đó nó đang ở trong con người, trong suy nghĩ của các bạn, nó thành một thói quen và giúp cho các bạn đã vượt qua được cái sự nuông chiều bản thân mình từ bấy lâu nay. Một cái khó khăn mà không vượt qua được đó là sự giảm cân, mà nếu các bạn làm được điều đó, đó là sự thay đổi lớn nhất. Còn mình cảm thấy chắc là tốt nhất có lẽ là về ngoại hình, tại vì Thắng rất là mập, gần 100 kg, và đến bây giờ Thắng lột xác hơn 20 kg rồi, và hôm thử đồ Ngọc Anh rất là bất ngờ quay lên Thắng đấy á, đẹp quá là body luôn. Về Thảo thì đúng là tuần này một thay đổi rất là lớn luôn, tại vì trước giờ đa phần Thảo đều nhảy jazz, còn trong tuần này thì Thảo phải nhảy 2 bài, và đặc biệt là 2 bài mà 2 bài đều không phải cái thể mà trước giờ Hải đã tập với Thảo là jazz mà là đương đại với lại hip hop, thì cả 2 cái thể loại thì nó cũng có những cái động tác hoàn toàn trái ngược nhau và cái cảm xúc cũng khác, nên cũng rất là lo lắng khi mà trong tuần này phải thi 2 bài như vậy. Thì thường á, các tuần khác Ngọc Anh tập 1 bài thì Ngọc Anh nhắc nhở Thắng nhiều rồi mắng nhiếc Thắng nhiều lắm, nhưng mà không hiểu sao tuần này hai chị rất là thoải mái. Có khi chắc là tại nhìn Thắng nhảy hip hop đáng yêu quá nên không mắng được, cười hoài, nhìn Thắng nhảy là cười. Tuần này thì sao nhỉ, động tác có thể là của Ngọc Sơn là nó đã thoáng hơn so với các tuần trước, nhưng mà nó có một vấn đề là tuần này là phải đổi thành 2 bài, nên là có vẻ các bạn chưa có quen với áp lực này nhiều, thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong 2 bài tập, cũng như là đang tập bài này mà cái đầu nghĩ là bài kia, nên là sự tập trung nó không được rõ ràng đó, thì có vẻ tuần này là nó đều là khó khăn đối với tất cả các bạn thí sinh chứ không phải riêng Ngọc Sơn. Với tuần này thì
mình cảm thấy nhá, đứa trước tập một bài thì chuốt hay là nhớ động tác của nó sẽ kỹ càng hơn, còn đây hai bài thì nó lại mang hai cái thể loại khác nhau, một là đương đại và hai là hip hop, thì nó cũng tạo mình một cái khó để mình có thể lưu, để có thể ghi nhớ được các động tác. Và tuần này thì lại có một bài đương đại, và từ tất cả những tuần trước chưa bao giờ Thảo với anh Đại làm một bài đương đại nào hết, thì đây là cái lần đầu tiên và hết sức là lo lắng, bởi vì Thảo cũng chưa có hiểu về nó, và lúc tập thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn với thể loại này, bởi vì có nhiều cái bê đỡ thì và anh Hải thì chấn thương cho nên là rất là sợ. Nhưng mà cũng sẽ cố gắng hết sức trong cái tuần này. Thắng thì trong lúc nào cũng ở trong một cái top an toàn hết á. Và tuần này thì cũng thử thách Thắng về cái phần biên đạo là của anh Minh Thiện, là về hip hop, và hip hop rất là chất luôn. Còn không biết là Thắng có thực hiện được không, nhưng mà mình đã cố gắng là giúp Thắng là cháy hết mình nhá. Thì thành ra là mong là hôm nay sẽ là đêm lột xác của Thắng. Tôi nghĩ là các bạn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình trước khi bước vào cuộc chơi, không biết được cái thể lệ của từng vòng như thế nào rồi. Tôi nghĩ thêm một bài nữa cũng không khó khăn gì. Cái khó khăn lớn hơn là cái việc mà giảm từ 120kg xuống 100kg các bạn đã làm được, thì cái việc tập thêm một bài nữa cũng không có gì khó khăn cả. Nó là một cái chuẩn bị thêm một bài mới để thi, ví dụ như thế, là một phần mình thi mới nữa thôi, chứ không có gì mà phải khó khăn cả. Dĩ nhiên là cái giờ giấc làm việc nó sẽ tăng lên và nó cực hơn. Chính vì cái cực và cái tăng lên như vậy đó, nó sẽ làm các bạn giảm cân nhanh hơn nữa. Theo như mình biết là hiện tại và quá khứ, thì không biết là trong quá khứ thì bạn có một cột mốc nào, có giống như một cái kỷ niệm nào đáng nhớ và chia sẻ cho mình? Thực ra khi mình còn béo thì có rất nhiều chuyện xảy đến với mình. Ví dụ như là kiểu ra ngoài đường thì khá là tự ti về cái phần ăn mặc, cũng như là hay bị bạn bè trêu á, vì cái form người của mình nó khá là bụ bẫm, mà đặc biệt là cái vòng bụng của mình nó khá là nhiều mỡ, thế nên là đôi khi các bạn hay trêu nhiều câu nó cũng hơi bị xúc phạm. Nhưng mà sau khi mà tham gia chương trình cũng như là cố gắng luyện tập thì mình cảm thấy là bây giờ nếu mà ra ngoài đường thì mình cũng khá là tự tin và không có gì phải lo nữa. Nhưng mà đẹp trai hơn rồi đúng không? Cái đấy thì không dám nhận mà. Kỷ niệm cột mốc đáng nhớ là mình đã giảm được khá nhiều ký. Còn kỷ niệm thì hôm bữa mình mới làm cho anh Hải bị bất tỉnh 2 phút. Ủa sao vậy? Đẹp người ấm đó. Bởi vì trong một cái bê đỡ thì mình ngửa ra thì anh Hải bị đập đầu xuống đất và nằm luôn. 2 phút luôn? Thiệt luôn hả? Với lại anh có một cái cột mốc nào đó thay đổi bản thân mình? Tại vì tuần này là hiện tại quá khứ, thì trong hiện tại quá khứ anh có một cái cột mốc nào đó thay đổi bản thân? Anh nghĩ quá khứ là trên tay diễn ào lặng. Thì nếu mà cột mốc thì nói phải rõ ràng là thì theo hai nghĩ thì cái ấn tượng mà cột mốc quan trọng nhất của Hải là có thể là gặp được chị Minh Tâm và thầy Huy. Hai người đã gọi là dựng lối cho Hải, cũng như là giúp cho Hải rất nhiều trong công việc, cũng như là giúp cho Hải giữ được cái ngọn lửa đam mê của mình. Và đây là một cái cột mốc rất là quan trọng, cột mốc nặng ký. Leo xuống chìm luôn, thả xuống chìm luôn, chìm vào luôn nhá. Thì như mọi người cũng biết là Ngọc Anh là top 4 Suzuki Ken em mùa 2. Và trong cái khoảng thời gian mà Suzuki Ken em mùa 3 thì Ngọc Anh thực sự là chưa có cái gì bước tiến thì nó tốt hơn. Tại lúc đấy mình vẫn chỉ là vũ công thôi. Còn đến năm nay mình đã chuyển hướng sang biên đạo rất là nhiều chương trình, nhỏ lớn có. Thì đặc biệt nhất là chương trình này, mình vừa biên đạo và mình vừa cặp với thí sinh. Thì mọi người cũng biết đến nhiều hơn, và mọi người cũng biết đến khả năng Ngọc Anh có thể biên đạo tốt hơn. Không chỉ là vũ công mà là mình có thể biên đạo được nữa. Đấy là một cột mốc rất là quan trọng. Tương lai bạn muốn mình sẽ được nhiều hơn những gì? Ngọc Anh thì không phải là một người ngoại hình bling bling. Nên là Ngọc Anh mong muốn là mình sẽ trau dồi nhiều hơn về kỹ thuật và nhiều hơn về cái khả năng biên đạo, để có thể đem đến những bài diễn hay hơn, biên đạo tốt hơn cho quý vị khán giả. Hiện tại thì mình đang rất là hài lòng với mọi thứ, đúng rồi, mình đang được đồng hành cùng với Ngọc Sơn, được tham gia vào chương trình, mình được nhảy và được làm công việc mà mình yêu thích. Quá khứ hả? Quá khứ thì nói chung nó chỉ là những cái bài học để cho mình nhớ thôi, chứ mình không nên nhìn về quá khứ nhiều. Đôi khi nó sẽ là động lực chứ không phải là kéo mình trở về đó. Nên là tốt nhất là bỏ qua. Không bao giờ quên được cái năm mình quyết định là bước chân vào nghề hát, và cái cuộc thi tiếng hát truyền hình là cái cuộc thi đã thay đổi tất cả mọi thứ về mình. Nhưng cho tới khi mà
một sự thay đổi toàn diện, chính xác nhất luôn, thay đổi hẳn một đồng bệnh nhân thành một người khác, chính là gặp được anh Hoài Linh. Và anh Hoài Linh đã giúp mình thực hiện cái CD đầu tiên đó, và cũng chính những bài hát mà mình đã viết là Việt, và cái sự hỗ trợ đó là cái bước ngoặt đã thay đổi cuộc đời mình. Bước nhảy ngàn cân là một chương trình rất là hay phải không mọi người? Vừa giúp các bạn thí sinh giảm được cân, vừa giúp các bạn ấy hoàn thiện bản thân mình hơn, từ cách đi đứng, tạo dáng cho đến tóc tai và cách trang phục. Ở tập này chúng ta hãy cùng xem các bạn thí sinh sẽ trình diễn phần thi của mình như thế nào nhé. Bước nhảy ngàn cân được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21:15 tối Chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.